Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay mình đi tới Trống Ngăn Mặn, mình quay ghe tàu vượt Trống nha các bạn. Bữa nay nước chảy cũng khá mạnh, bữa nay mở nước lớn. Rồi sóng đã lên cũng khoảng 2 mét mấy rồi các bạn. Đó. Có một chiếc ghe gỗ chuẩn bị từ từ đang vượt qua nè các bạn. Bữa nay ở trong cũng khá nhiều ghe lúa ha.
cái nào bãi được chứ bãi. Bãi không được đâu. Nhảy xuống không? Cái nào nhảy xuống nè. Kì đi.